Chào các em thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ học Unit 4, Our Past, thời xưa của chúng ta. Đầu tiên, cô cung cấp cho các em từ vựng nhé. Past, quá khứ. Belong. Belong to, thuộc về. School. School, trường học. Uniform. Uniform, đồng phục. School uniform, đồng phục học sinh. School bag, cặp. Modern dress, áo dài hiện đại. To listen and read, chúng ta có các từ vựng. Used to, đã từng. Look after, trông nom hoặc là chăm sóc. Grandmother, các thành viên trong gia đình. Grandmother, bà. Grandfather, grandfather, ông. Great grandma, bà cố. Great grandpa, ông cố. Sound. Sound, động từ, nghe. Hard. Hard, tính từ, cứng rắn. Electricity. Electricity, danh từ, điện. Electrician. Electrician, thợ điện. Electrical. Electrical, tính từ, thuộc về điện. Help. Help, động từ, giúp đỡ. Helpful. Helpful, tính từ, hay giúp đỡ. Modern. Modern, tính từ, hiện đại. Ancient. Ancient, tính từ, cổ xưa. Equipped. Equipped, động từ, trang bị. Equipment. Danh từ, equipment. Light. Light, động từ, thắp nến. Tay. Tail, danh từ, kể chuyện. Folk. Folk, danh từ, dân gian. Chúng ta có chuyện dân gian, folk tale. Tradition. Tradition, danh từ, truyền thống. Traditional, tính từ, traditional. Lose. Lose, động từ, mất hoặc là thất lạc. Trong phần speak, chúng ta có cottage. Cottage, cottage, danh từ, nhà tranh. House. House, nhà. Building. Building, tòa nhà cao tầng. For listen. Suitable. Suitable, tính từ, thích hợp. Moral. Moral, tính từ, thuộc về đạo đức. Chúng ta có môn bài học luân lý hay là đạo đức, moral lesson. Fool. Fool, danh từ, người khờ dại. Foolish, tính từ, foolish. Greed. Greed, danh từ, tham ăn. Greedy, tính từ, greedy. Gold. Gold, danh từ, vàng. Golden, tính từ là golden. Lay. Lay, để, sắp đặt, dẫn đến. Collect. Collect, động từ, thu nhập. Collection, tính từ, danh từ là collection. Collective, và tính từ là collective. Discover. Discover, động từ, khám phá. Discovery, danh từ, discovery, sự khám phá. Tính từ, discoverable. Lose. Lose, động từ, mất, bỏ lỡ. Die. Die, động từ, chết. Death, chúng ta có tính từ là death. Dead. À, danh death, từ là death. Dead, và tính từ là dead. Marry. Marry someone, kết hôn với ai đó. Cruel. Cruel, tính từ, độc ác, tàn nhẫn. Amaze. Amaze, động từ, làm ngạc nhiên. Amazement, danh từ, amazement. Amazed, tính từ, amazed và amazing. Amazing. Excite, động từ, phấn khởi. Chúng ta có danh từ excitement. Excitement, tính từ excited. Excited và exciting. Exciting. Trong phần 5 đọc, chúng ta có fortune. Fortune, sự may mắn. Chúng ta có tính từ là fortunate. Fortunate,
là may mắn, hoặc là unfortunate là không may mắn. Upset. Upset, tính từ, lo lắng, buồn phiền, thất vọng. Harvest. Harvest, danh từ, thu hoạch. Festival. Festival, danh từ, lễ hội. Prince. Prince, hoàng tử. Princess. Princess, công chúa. Choose. Choose, động từ, chọn lựa. Fairy. Fairy, danh từ, ông bà tiên. Magic. Magic, danh từ, ảo thuật. Magical. Chúng ta có tính từ magical. Change. Change, động từ, thay đổi, biến đổi. Changeful, tính từ. Changeable. Changeable, tính từ. Rag. Rag, danh từ, dễ rách. Drop. Drop, động từ, làm rơi. Find. Find, tìm thấy. Own. Old, sở hữu. Owner. Owner, người sở hữu hoặc là dĩ. Chủ nhân. Of course, dĩ nhiên. Fit. Fit, động từ, vừa khít. Fall in love with someone, là yêu phải ai đó. Immediate. Immediate, lập tức. Trong phần right, chúng ta có Tiger. Tiger, con cọp. Stripe. Stripe, sọc vàng. Buffalo. Buffalo, con trâu. Servant. Servant, người hầu hoặc là đầy tớ. Master. Master, ông chủ. Wisdom. Wisdom, trí thông minh. Wise. Wise, tính từ. Rope. Rope, danh từ, dây thừng. Return. Return, động từ, quay trở lại. Bring. Bring, động từ, mang. Straw. Straw, danh từ, rơm hoặc là rạ. Burn. Burned, động từ, cháy hoặc là bỏng. Strong. Strong, tính từ, khỏe. Weak. Weak, tính từ, yếu. Escape. Escape, động từ, trốn khỏi. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần grammar. Trong ngữ pháp, Unit 4, các em sẽ cùng nhau học thì quá khứ đơn. Cấu trúc của quá khứ đơn, chúng ta có hai cách chia động từ ở quá khứ đơn. Ở thể khẳng định, các em nhìn nhé. Đối với động từ có quy tắc, chúng ta sẽ thêm ed vào. Rồi, đối với những từ tận cùng bằng e, chúng ta chỉ cần thêm the. Nếu động từ tận cùng bằng một phụ âm cộng y, chúng ta đổi y dài thành y ngắn rồi thêm ed vào. Còn đối với các động từ bất quy tắc thì bắt buộc các em phải học trong cái bảng. Ở cột số 2, ví dụ có do thành did, give, gave, go, went, know, knew. Ở thể phủ định, đối với động từ to be, các em sẽ có là was not hoặc là wasn't. Chúng ta sẽ thêm chữ not sau động từ to be, was và were. Đối với động từ thường, các em sẽ mượn cho cô trợ động từ did, not cộng với động từ nguyên mẫu. Ví dụ có did not understand. Trong thể nghi vấn, các em sẽ đưa cái từ did này ra trước, cộng với chủ ngữ và cộng với động từ. Áp dụng, quá khứ đơn được dùng để chỉ hành động, sự kiện xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Hành động xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian. Đây là những cái dấu hiệu trong câu cho các em biết là chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn, bao gồm các chữ như là ago, có cái chữ last như là last night, last week, last month, hoặc có chữ yesterday. Tiếp theo là phát âm. Chúng ta sẽ có 3 cách phát âm đối với các động từ quy tắc có ed. Chúng ta có âm cuối là âm the hoặc the, chúng ta thêm ed thì chúng ta đọc là it. Ví dụ needed hoặc là wanted. Đối với các âm tận cùng là âm f, k, p, s, sh, đó thì các em đọc là t, còn lại các em đọc là d. Cấu trúc thứ hai chúng ta học về giới từ chỉ thời gian là at, on và in.
Các em nhớ at chúng ta dùng cho cho đồng hồ là cho thời gian. On chúng ta sẽ dùng cho ngày tháng năm cụ thể. Đó, ngày tháng năm cụ thể dùng cho thứ ngày nè, dùng cho ngày nè, ngày thứ bao nhiêu nè. In chúng ta sẽ dùng cho tháng. Đó, ví dụ như tháng 8, tháng 7 hoặc là dùng trong năm. Ví dụ năm 1998 hoặc là dùng cho mùa, ví dụ chúng ta có mùa xuân, hạ, thu, đông thì chúng ta sẽ dùng với từ in. After nghĩa là sau khi, before là trước, between là giữa. Cấu trúc thứ ba là used to nghĩa là đã từng. Cấu trúc này, đây là công thức như các em. Sau used to chúng ta cộng động từ nguyên mẫu. Phủ định các em sẽ mượn cho cô cái trợ didn't. Nghi vấn các em sẽ đưa cái từ did ra trước. Cô mời các em, chúng ta cùng vào bài nhé. Getting started. Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past. Các em hãy cùng nhau nhìn bức tranh. Hãy viết tên những đồ vật không thuộc về thời xa xưa. Rồi, ok. Như vậy trong bức tranh này chúng ta có những cái không thuộc về thời xa xưa, ví dụ như là TV, briefcase, cassette player, mobile phone, the lighting fixture, modern dress, school uniform. Chúng ta chuyển sang phần listen and read. Các em sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại giữa bà và bé Nga. This is me, Nya. I used to live on a farm when I was a young girl. What was life like then? I didn't go to school because I had to stay home and help my mum. I used to look after my younger brothers and sisters. What did great-grandma do? She used to cook the meals, clean the house, and wash the clothes. That sounds like hard work. It was, and there wasn't any electricity. Mum had to do everything without the help of modern equipment. What did you do in the evenings? After dinner, Mum lit the lamp. And Dad used to tell us stories. Do you remember any of them? Oh, yes. The best one was The Lost Shoe. It's an old folk tale. Please tell me the tale, Grandma. Traditional stories are great. All right. Once a poor farmer. Okay, bây giờ cô sẽ cùng nhau dịch với các em nhé. This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl. Nga, đây là bà. Hồi còn bé, bà đã từng sống ở trong một nông trại. What was life like then? Cuộc sống thời đó như thế nào? I didn't go to school because I had to stay home and help my mom. Mình không đi đến trường bởi vì mình phải ở nhà và giúp mẹ của mình. I used to look after my younger brothers and sisters. Ai ở đây là bà nha các em? Bà đã từng phải chăm sóc các anh và các em trai nhỏ. Như vậy cô có cụm từ look after là chăm sóc. What did great grandma do? Vậy bà cố thì làm gì ạ? She used to cook meals, clean the house and wash the clothes. Bà cố thì đã từng nấu ăn, cook the meals, lau nhà, clean the house, giặt đồ, wash the clothes. That sounds like hard work. Thật là nặng nhọc. It was, đúng vậy. And there wasn't any electricity. Và không hề có điện. Mom had to do everything without the help of modern equipment. Bà cố phải làm tất cả mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của các cái thiết bị hiện đại, modern equipment. What did you do in the evening? Vậy bà làm gì vào buổi tối ạ? After dinner, Mom lit the lamp
and Dad used to tell us stories. Sau buổi tối thì bà cố thường thắp đèn lên và ông cố đã từng kể chuyện cho bà nghe. Do you remember any of them? Bà có nhớ một trong số họ không ạ? Oh yes, the best one was the lost shoes. It's an old folk tale. Oh, có chứ. Một cái bộ truyện hay nhất đó chính là chiếc giày bị đánh cắp. Đó là một câu chuyện dân gian, cổ xưa. Please tell me to tell, Grandma. Traditional stories are great. Làm ơn hãy kể lại cho con nghe bà. Những câu chuyện hồi xưa, truyền thống thì rất là tuyệt vời. All right. Once poor farmer. Được rồi. Ngày xưa có một nông dân nghèo nọ. Một, các em hãy thực hành đoạn hội thoại cùng với bạn. Hai, làm việc với bạn trả lời các câu hỏi sau đây. Where did Nga's grandma used to live? Bà của Nga đã từng sống ở đâu? Như vậy chúng ta trả lời là Nga's grandmother used to live on a farm. Đã từng sống ở trên một cái nông trại. Why didn't she go to school? Tại sao bà ấy không đi học? Họ hỏi why, chúng ta trả lời because nha các em. Because she had to stay home and help her mom. Bởi vì bà ấy phải ở nhà và chăm sóc mẹ, giúp đỡ. See, what did Nga's great-grandmother used to do? À, bà cố của Nga đã từng làm gì? She used to cook meals, clean the house and wash the clothes. Bà đã từng nấu ăn, lau nhà và giặt đồ. D. What did Nga's great-grandmother and great-grandfather do after dinner? Ông cố và bà cố của Nga đã từng làm gì sau bữa ăn tối? Her great-grandmother lit the lamp and her great-father used to tell them stories. Okay, như vậy là bà cố thì thắp đèn lên và ông cố thì đã từng đọc những câu chuyện. E. What did Nga ask her grandmother to do at the end of the conversation? Nga đã yêu cầu bà làm gì vào cuối cái đoạn hội thoại? She asked her grandmother to tell her the tale, the lost shoe. À, cô ấy đã yêu cầu bà kể cho cô ấy nghe về câu chuyện chiếc giày bị đánh cắp. Two, các em hãy cùng nhau tích vào cho cô ô F, sự thật. Còn O có nghĩa là opinion, là ý kiến. Sự thật là F, còn ý kiến là chữ O, các em hãy tích vào. Cô có, bà từng sống ở trang trại. À, đây là sự thật, đúng. There wasn't any electricity. Cái này cũng đúng, fact. Bà phải làm mọi việc không có sự giúp đỡ của các thiết bị hiện đại, đúng, fact. Ba của bà đã từng kể về các câu chuyện, đúng, fact. Cái câu chuyện hay nhất là The Lost Shoes. Đây là ý kiến. Traditional stories are great. Các câu chuyện truyền thống là tuyệt vời. Cái này cũng là ý kiến. Chúng ta chuyển sang phần speak. Làm việc cùng với một người bạn, nhìn vào các bức tranh, hãy nói về cách thức mà các việc xảy ra trước đây và cách thức mà chúng ta xảy ra ngày nay. Gợi ý trả lời, chúng ta có people used to live in that cottage. Now people live in a large houses. People used to travel on foot. Now they travel by bike, motorbike, car, bus. People used to work hard all the time. Now they have more time for entertainment, such as watching TV, shopping. Children used to play on the fields or on the country lanes. Now children go to school or stay at home playing video games, computer games. There used to be no electricity. Now there is electricity in almost everywhere. 2. Các em hãy kể cho bạn viết bạn của mình nghe về những việc mà các bạn làm hồi năm ngoái. Cô có ví dụ như là last year I used to get up late. Now I get up early and do morning exercise. Các em sẽ sử dụng cấu trúc you the to cộng với lại động từ nguyên mẫu để nói về những sự việc đã từng xảy ra. Chúng ta chuyển sang phần listen, lắng nghe câu chuyện, hãy viết.
mẫu tự của lời dạy thích hợp nhất. A. Đừng giết hại gà. B. Đừng quá ngốc nghếch tham lam. C. Hãy bằng lòng với những gì bạn có. D. Thật khó để tìm vàng. Các em cùng lắng nghe nhé. Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson. Once a farmer lived a comfortable life with his family. His chickens laid many eggs, which the farmer used to buy food and clothing for his family. One day, he went to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, "We're rich! We're rich!" His wife ran to him, and they both looked at the egg in amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all the chickens and find more gold eggs. Unfortunately, he couldn't find any eggs. When he finished, all the chickens were dead. There were no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife. Please try again. The Lost Shoe. Once a poor farmer had a daughter named Little P. After his wife died, the farmer married again. His new wife and a daughter, Stutnut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little P. Little P had to do chores all day. This made Little P's father very upset. He soon died of a broken heart. Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stutnut's mother made new clothes for her, but poor little P had none. However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed little P's rags into beautiful clothes. As little P ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course, the shoe fitted Little P, and the prince immediately fell in love with her. Ta như các em. Chiếc hài bị đánh rơi. Once a poor farmer had a daughter named Little P. Ngày xưa có một người nông dân nghèo nọ có một cô con gái tên là Little P. After his wife died, the farmer married again. Sau khi người vợ qua đời thì người nông dân ấy đã lấy vợ khác. His new wife had a daughter, Stutnut. Và người vợ mới của ông ấy cũng có một cô con gái tên là Stutnut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little P. Thật không may, bà vợ mới lại đối xử với lại Little P rất là độc ác. Little P had to do chores all day. Little P phải làm các công việc nhà cả ngày. Chúng ta có cụm từ do chores là làm việc nhà. This made Little P's father very upset. Điều này đã làm cho ba của Little P rất là buồn phiền. He soon died of a broken heart. Ông ấy không lâu sau đó cũng chết vì bệnh tim. Summer came and went. Mùa hạ đến rồi đi. In the fall, the village held its harvest festival. Vào mùa thu, dân làng mở lễ hội tạ mùa. That year, everyone were excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Năm đó, mọi người đều rất là háo hức vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Stutnut's mother made her new clothes, but poor little had none. Mẹ của Stutnut đã may rất là nhiều quần áo mới cho cô ấy, nhưng mà P thì lại không có cái nào.
However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed a little pea's rags into beautiful clothes. Tuy nhiên, trước khi lễ hội bắt đầu thì có một bà tiên hiện ra và đã dùng phép thuật để biến những cái quần áo rách rưới trở nên những quần áo rất là đẹp. As little pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. Khi mà little pea đi tới cái lễ hội thì cô ấy đã đánh rơi một chiếc giày và đã làm mất nó. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Khi mà hoàng tử tìm thấy chiếc giày thì cậu ấy đã quyết định sẽ cưới người con gái nào sở hữu nó. Of course, the shoe fitted little pea and the prince immediately fell in love with her. Tất nhiên là đôi giày vừa vặn với lại little pea và hoàng tử ngay lập tức đã yêu cô ấy. Các em hãy hoàn tất những câu sau với những từ trong chuyện. A. Cha của little pea là một nông dân. Rồi, ok. Như vậy các em sẽ điền vào cho cô. Cái chỗ này sẽ là farmer. Mẹ của little pea. Ba của little pea. Mẹ của little pea như thế nào khi cô ấy còn trẻ? Chúng ta có từ chết là died. Little pea phải làm công việc nhà. Hard. After her father got married again, sau khi bố của cô ấy cưới trở lại, the prince wanted to a girl from Little Pea's village. Hoàng tử muốn chọn, chúng ta có từ chọn là choose. Mẹ của Nuts thì không làm cái gì cho Little Pea. Chúng ta có cụm từ new clothes, quần áo mới. The prince found Little Pea's lost shoe. Hoàng tử đã tìm thấy được cái đôi giày mất của Little Pea. Trong bài số 2, các em cùng nhau trả lời cho cô các câu hỏi sau. Who was Little Pea? Little Pea là ai? Little Pea was a poor farmer's daughter. Little Pea là một cô con gái của một ông nông dân nghèo. Mẹ của Nuts đã làm gì cho Little Pea cả ngày? Nuts' mother made Little Pea do chores all day. Đó chính là làm việc nhà cả ngày. How did Little Pea get her new clothes? Làm thế nào để Little Pea có được quần áo mới? A fairy tale appeared and magically changed the Little Pea's rags into beautiful clothes. Bà tiên đã xuất hiện và thay đổi những cái bộ quần áo rách rưới trở nên xinh đẹp. Who did the prince decide to marry? Ai là hoàng tử đã quyết định cưới ai? The prince decided to marry the girl who owned the shoe. Hoàng tử quyết định sẽ cưới người con gái sở hữu đôi giày. It is a true story. How do you know? Đây có phải là một câu chuyện có thực không? Và làm sao bạn biết? No, this isn't a true story. This is folk tale. Đây không phải là một câu chuyện có thực. Đây là một câu chuyện dân gian. Các em chuyển sang phần write. Hoàn thành cái câu chuyện sử dụng các động từ trong ngoặc. Vì sao hổ có vằn? Rồi, đây là đáp án bài của chúng ta nha các em. One là appeared, two was, three sat, four left, five went, six tied, seven lit, eight burned, nine escaped. Và đây là bài dịch. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Bây giờ tưởng tượng bạn là một người và sau đó hãy sử dụng các từ sau đây để viết tạo thành một câu chuyện giống như thế này. Đây sẽ là gợi ý đáp án của cô. Các em có thể nhìn tham khảo chép vào nhé. Bây giờ cô mời các em chúng ta cùng chuyển sang phần cuối cùng là Language Focus. Bài 1 viết cho cô những cái động từ ở quá khứ. Chúng ta có run, ran, fly, flew, take, took, go, went, have, had,
do did be worse were rye road eat ate sit sat come came. Bài số 2, hoàn thành đoạn hội thoại sử dụng thì quá khứ đâu? À, quá khứ của câu hỏi, chúng ta sẽ mượn từ trợ did và động từ giữ nguyên mẫu là get. Quá khứ của ride là rode. Quá khứ của động từ to be ở đây là was và were. Chủ ngữ là ai thì chúng ta chọn to be là was. Trong câu hỏi, các em mượn cho cô từ did, động từ nguyên mẫu là have. Quá khứ của từ have là từ had. Trong bài số 3, hoàn thành các câu sử dụng giới từ trong bảng sau đây để điền vào chỗ trống. Câu B, I'm going to Lào. À, như vậy đối với tháng, January là tháng 1, các em sẽ dùng giới từ in. Chúng ta có giữa cái này và cái này có chữ and, cho nên chúng ta dùng từ between. Thời gian 3 giờ chiều, chúng ta dùng với giới từ at. Nếu bạn đến sau 3 giờ, after. Mình sẽ về nhà before là trước 7 giờ. Bài số 4, nhìn vào bức tranh hoàn thành đoạn hội thoại cho cô. Ok, như vậy các em sẽ sử dụng cho cô cấu trúc you the to. Sau đó cộng với lại động từ nguyên mẫu. You the to stay đã từng ở lại. You the to have long hair đã từng có mái tóc dài. You the to be my next door neighbor đã từng là hàng xóm. You the to live in Huế cũng đã từng sống ở Huế. Như vậy là bài Unit 4 của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong Unit 5. Goodbye.